bàn thắng thứ hai của Messi ở chung kết World Cup 2022 phạm luật. Trận chung kết World Cup 2022 đã kết thúc, nhưng còn đó những tranh cãi liên quan đến pha lập công nâng tỷ số lên 3-2 của Messi ở phút 108. Nhiều người cho rằng trọng tài đã ưu ái đội tuyển Argentina khi công nhận bàn thắng này, dù các cầu thủ của đại diện Nam Mỹ đã phạm luật. Cụ thể, sau một tình huống phối hợp bên cánh trái, Lautaro Martinez dứt điểm rất căng ở góc hẹp nhưng không thể thắng được Hugo Lloris. Bóng bật ra, Messi băng vào rất nhanh đá bồi, nâng tỷ số lên 3-2. Người hâm mộ phát hiện ra rằng hai cầu thủ dự bị Argentina đã di chuyển vào sân từ trước khi El Pulga đưa bóng qua vạch vôi. Điều 3 khoản 9 của luật bóng đá quy định, nếu sau khi bàn thắng được ghi, trọng tài được thông báo về một cầu thủ dự bị hay thành viên ban huấn luyện đã di chuyển vào sân trước khi bóng đi qua vạch vôi, trọng tài có thể không công nhận bàn thắng đó và trận đấu sẽ bắt đầu lại bằng một quả phạt từ vị trí cầu thủ dự bị hoặc thành viên ban huấn luyện đã vào sân. Như vậy, trọng tài hoàn toàn có thể không công nhận bàn thắng của Messi. Tuy nhiên, ông Simon Mishiniak và tổ VAR đều đã không có bất cứ phản ứng nào. Công tác trọng tài là vấn đề được nhiều người quan tâm trước trận chung kết World Cup 2022. Nhiều ý kiến cho rằng đội tuyển Argentina đã được các trọng tài thiên vị trong suốt hành trình tại giải đấu lần này. Trong buổi họp báo trước trận đấu này, huấn luyện viên Lionel Scaloni đã lên tiếng khẳng định sẽ không thể có chuyện trọng tài ưu ái đội bóng của ông. Mishiniak đã điều khiển tốt trận đấu giữa Argentina và Australia. Tôi nghĩ rằng với số lượng máy quay phục vụ tổ VAR như hiện tại, trọng tài chính sẽ không thể thiên vị Argentina. Vậy nên, hãy để các trọng tài làm việc của mình.